đến này thấy thanh thấy nắng nó đẹp quá, chạy vòng coi có gì quay không. Đây là kinh Kim Me bà con. Sáng này thấy thanh thấy nắng nó đẹp quá, chạy vòng coi có gì quay không. Hai vợ chồng này nó đang cắt cứng. Trong phòng này không mấy cái vùng lúa để ông làm cọng chay ông cột có bó lúa không lại bỏ công nào lấy vô cọc luôn à.
tôi ở đây mà tôi chưa lên cho nè. Trên này ta thu hoạch xong hết rồi, khoai lúa gì ở trên này ta cái vùng chỗ này là thu hoạch xong hết rồi, ta đang làm đất để ta trồng cái mùa mới. Mà mùa mới đây ở đây thì ta trồng khoai, khoai mì, khoai lang, khoai từ, đậu phộng, đậu xanh. Mà mùa này ta trồng khoai mì không à, thấy đa số người ta trồng khoai mì. Khoai mì thì nó dễ làm nhưng mà giá bán cũng rẻ, ký bán giỏi lắm, năm nào mà làm trúng giá được là khoảng 5.000 ký, nhưng mà bình thường là 2.000 mấy, 3.000 ký. Khoai mì thì vậy làm dễ hơn. Để thấy nắng đẹp và thành thử ra chạy lên, chạy vòng quay lên. Chứ mấy hôm nay không có nắng.
có ai cài bừa gì hết. Có nước mà sao